Hello, xin chào quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Apple tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi khám phá một cái chợ biên giới ở chợ phiên bên phía Việt Nam giáp Trung Quốc. Thế nhưng mà cái chợ này Apple đã từng quay một lần rồi. Thế nhưng đợt đó là đang mùa dịch cho nên là chưa có bà con đi chợ đông. Hiện nay là dịch đã vắng cho nên là bà con lại đi chợ đông. Hôm nay Apple tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi vào trong này để khám phá tất cả các sản vật nông sản mà bà con nhân dân của hai nước đến để buôn bán ở cái phiên chợ này quý vị và các bạn nhé. Và chút nữa Apple sẽ dẫn quý vị và các bạn đi vào ăn những cái món phở hoặc là những cái thang cố hoặc là những cái đặc sản, những cái món ngon nhất của các hàng quán ở trong chợ như nào quý vị và các bạn nhé. Và xin mời quý vị và các bạn theo chân Apple đi vào khám phá chợ nhé. Apple tổng bơi mình dì hơi. Đây là cái chợ biên giới quý vị các bạn nhé. Ở chợ biên giới này sẽ có rất nhiều mặt hàng. Chợ biên giới cho nên là khá nhiều đồ. Của tỏi to thế nhỉ. Đây là ớt dần. Đây là cám chè. Cám chè san tuyết. Qua. Đấy. Đi xem ui, đông phết quý các bạn ạ. Trời vẫn còn sáng sớm nhưng mà đã đông rồi. Hiện giờ đang vừa là có 7 giờ quý bạn nhé. Hiện nay có 7 giờ thôi mà đã đông nghịt rồi. Đấy. Ở trong kia là hàng thịt. Hàng thang cố nhá, quán phở chợ. Tí nữa là Apple sẽ đi vào chợ phiên để thưởng thức những cái món đặc sản ở trên chợ phiên này. Ăn quả gì mà ngon thế? Quả gì đấy? Kia lên. Ôi giời, anh chưa ăn sáng nhưng không dám ăn đâu. Em cũng chưa ăn, em ăn được một quả. Bây giờ ăn cái này tí nữa khổn rồi lắm. Rồi xin một quả nhá. Thế là Apple được một quả. Ấy, có răng nành rất đẹp nha. Con này là chứng tỏ là lợn đen chính hãng này. Đúng rồi, chính hãng này mà. Răng rất dài đúng không? Đấy. Ở đây bán mỡ lợn bao nhiêu một cân? Được chưa anh? Quay tay thêm rồi. Hả? Anh không có tiền chứ? Cho nợ. Cho nợ được ngay, chơi luôn, chơi luôn. Ôi mỡ to thế nhỉ, con này mỡ dày nhỉ. Rồi, trên này. Mỡ dày chưa? Đây. Một bàn tay nhá. Một bàn tay. Cái lớp mỡ này nó phải dày tầm 15 đến 17 phân. Đó, một bàn tay này quý vị bạn này. Chỉ có lợn bản mới có mỡ như này nhá. Một tảng này, con này phải hơn tạ ấy nhỉ. Tạ rưỡi. Tạ rưỡi. Ôi giời ơi. 26 tính 25 anh tiến rồi. Tạ rưỡi. Đậu tương. Đậu tương. Măng. Nói chung là chợ có rất nhiều sản vật và nông sản của dân bà con đều mang ra đây bán hết. Đây là khổ qua rừng nhé. Đây là mướp đắng rừng này. Mướp này ăn ngon lắm. Ớt này sao nhỉ? Ớt xào. Quả mận này là bao nhiêu tiền một túi đấy? Đó. À 10.000 một túi à? Thế rẻ. Apple xin được một quả mật rồi nhưng mà chưa ăn bởi vì Apple chưa ăn sáng. Đây. Con
Đây. Đây là phở chợ phiên nhá. Nóng hổi. Tí nữa Apu phải là rủ anh em vào đây ăn một bữa. Apu sẽ gọi anh chị em bên vợ Apu để ra. Đấy. Mấy bà, các bà này rất nhiệt tình đi chợ và uống rượu ở chợ phiên. Ngày bàn máy uống rượu giỏi lắm. Ăn bằng con trai đấy nhỉ. À. Con này ăn ớt khỏe thế nhỉ. Đây là cái này là vỏ khoai người ta nhai chầu quý vị bạn nhá. À, kia là cái loại rau thối, người ta gọi là rau rút kìa. Đó. Rau này xào trứng nhá. Đây là dưa nương này. Dưa này người ta gọi là dưa chuột đấy. Đó. Có vài quả trứng gà ta nữa. Rồi, chào xem. Ui dồi, còn mận đẹp thế. À, đây trồng đậu nho cả. Khác trồng về à? Đây là nho rừng. Đây nha quý vị bạn nhá, nho rừng đây nhá. Đây, đây là những chùm nho rừng này. Đó, quả nho rừng này là nó không to như ở nho xuôi. Đây người ta lấy ở rừng về. Cái này một túi bao nhiêu tiền? 15.000 á? 15.000. Được rồi, thế thì lấy cho cháu lấy hết á? 40.000 lấy hết. Một túi 15.000, ba túi là 45.000 đúng không? 40.000 cháu mua hết. Thích thế lên đi, ông nào đây? Ôi giời ơi. Đây là nho rừng nhá. Apu sẽ mua cái nho rừng này về để đúng rồi, nó hơi chua, nó không ngon, không ngọt như nho gì kia. Nhưng mà ăn nó vẫn sạch. Loại này nó không phun thuốc. Để ngăn mát. Không hết được đâu. Không hết cái này. Không, đây đây, bỏ cái này ra, lấy cái túi to này để. Đúng không? Ê, phải thông minh tí chứ nhỉ. Đây là 40.000. Đây. Nói chung là bà con bán như này là rất rẻ quý vị bạn ạ. Có 40.000 thôi. Rẻ đấy. Ở xuôi thì chỗ này nó phải rơi tầm là 300-500.000. Chỗ này nó rơi vào tầm 4 kg. Đấy là mất có 5.000 thôi. Nếu mà họ bây giờ Apu tiếp tục đưa quý vị bạn đi khám phá xem. À, vậy bán lê. Ở đây là lê của người Mông quý vị bạn nhé, lê rất đẹp. À, không phải người Mông à? À, cái người này đang chọn này, tưởng là rồi lê của Lá Chí thôi nhỉ. Lê to, lê đẹp, đi ra trên tay, đúng rồi. Ôi, con lợn to thế. Ôi, con lợn mà như con trâu này. Con lợn này phải. Phang một con lợn ra thịt bầy như kiểu một con trâu, lợn rất to. Sao lại đưa thằng này về làm gì? Chơi. Vỏ khoai. Ui giời ơi, vỏ khoai tươi này. Cái này là hôm qua vừa mới đào về. À, đây là quả dâu da nhé, người ta gọi là quả quả lửa ấy, quả dâu da, dịch ra tiếng dân tộc gọi là quả lửa. Đây là thảo quả, đây là quả thảo quả nhé, thảo quả mọi người thường nghe thảo quả như nào, hôm nay quay cho các bạn xem.
bên này là những khổ khoa rừng, những quả khổ khoa rừng này không to. À, chúng là có rất nhiều đặc sản như thế này. Có rất nhiều đặc sản nhá, măng này, có dưa, dưa rất nhiều. Nói chung mùa này là đang là mùa thu hoạch dưa của bà con. Cậu Minh ơi, tí vào chỗ cậu Minh một tí nhé. Ở đấy ngồi đi. Anh ủ cái thủ lợn to chưa? Rồi, giờ đã Apu sẽ đưa quý vị và các bạn cô Apu đi vào trong cái chợ phiên này để thưởng thức những cái món ngon nhất của chợ phiên như nào quý vị các bạn nhá. Vâng, mời quý vị và bạn theo chân Apu vào đây. À, đây có cái quán đây. Quả nho. Đúng rồi, có mình mặc nhiều ngon không? Ai rồi, phở rất ngon, chả gà. Đấy. Đâu có những cái món chân giò trứng giết có hết chưa? Ơi, phở ngon. Chị hơi, anh mình chào bản mấy hơi. Tại đây là mà anh tới này, ta nhận đom nhận phở đâu nhận cái lô vậy. Cho tới o ta tại ta Apu hiểu Apu nhận mặt tia vừa tôm não vừa tôm miang vừa lon rồi. Chị hơi thấy cái Apu nhận không? Apu đặt cái in on chân giò, in on tùng yêu tại ta lon rồi chuối cho hò hò nhận nó đau. Ta hơi những lũ chuẩn ngoài cha Apu giống ngoài cha yêu mặt kia chỉ hơi tiếp tin đó quý vị bạn ơi. Đấy, bây giờ anh em cho tấp vào mâm thì nó ngồi khỏi phải là cho bát đĩa nhiều. Đấy. Cái móng này rồi, móng này thì gặm luôn. Đấy. Làm đơn giản thôi, chả cần phải bày vẽ nhiều. Ngon nhỉ. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ em ơi em dọn cái bàn này hộ anh. Hello, xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay Apu đi chợ phiên sẽ thưởng thức những cái món đặc sản của chợ phiên. Đó là cái móng giò của chợ phiên lúc nãy được ông cậu thái cho. Và đặc biệt là có những cái món lòng vèo và bộ chế của đen quý vị và các bạn ạ. Ủa, cái bát đựng chấm này thơm lắm quý vị và các bạn nhá. Mời quý vị và các bạn thưởng thức cái món đặc sản ở vùng cao của cùng Apu nhá.